Mới đây, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức trao giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng tham gia chương trình khuyến mại hè 2023. Người may mắn là một chàng trai người dân tộc thiểu số Yurai ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Với chàng trai trẻ Romate, đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà anh và gia đình có được. Sau khi nhận số tiền này, Romate dự kiến sẽ sửa lại căn nhà ở quê cho bố mẹ và mua một chiếc xe máy để tiện cho công việc. Đây là một trong 9 khách hàng may mắn trúng giải triệu phú 100 triệu đồng của chương trình khuyến mại hè năm nay. Hiện chương trình cũng đã tìm ra chủ nhân trúng giải 1 tỷ đồng. Phía tập đoàn Tân Hiệp Phát đang trao đổi, làm việc với khách hàng may mắn nhất để nhanh chóng tiến hành các thủ tục trao giải thưởng. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát cũng đã trao hơn 270.000 giải thưởng hàng ngày cho hàng chục ngàn người chơi. Đó thì em thấy cái quẹt mã trong xong rồi quẹt mã để có cạn trong điện thoại này. Em chỉ quét trong không trúng thì mua thêm xong rồi. Không biết khi nào có cái chị ấy gọi cho em. Xong rồi em rung, em sợ. Em tưởng người ta lừa. Nói cháu là cái số tiền nó phải dùng để làm gì, như thế nào, như thế nào. Thì bây giờ cháu nó còn nhỏ, thế mà để cháu nó kinh doanh cái này cái kia thì nó cũng không đủ khả năng. Làm gì thôi, tốt nhất là gửi bố mẹ đi. Chừng nào mà có muốn làm cái gì thì cũng có chi vốn làm. Với tên gọi Xé Ngay Trúng Liền, chương trình khuyến mãi hè của tập đoàn Tân Hiệp Phát là chương trình thường niên và được tổ chức suốt nhiều năm qua. Với mục tiêu kích cầu tiêu dùng và tri ân hàng triệu khách hàng trên toàn quốc, chương trình đã gây được tiếng vang với người tiêu dùng trên khắp cả nước. Mỗi năm, chương trình thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn người thông qua các tin nhắn tham gia chương trình, các buổi livestream quay số, các lượt tương tác về chương trình trên mạng xã hội hay qua báo chí.